De Lao, huấn luyện viên Indonesia tuyên bố thắng Việt Nam và thầy Park. đè bẹp Lao năm 1 để tạm thời dẫn đầu bảng B. Huấn luyện viên Shin Tae Yong của tuyên bố tuyển Việt Nam không thể ngăn cản được Indonesia giành chiến thắng ở trận tiếp theo. Tuyển Indonesia giành hai chiến thắng liên tiếp ở AFF Cup 2020. Khi vượt qua Campuchia 4-2 và Lào 5-1 để tạm vươn lên dẫn đầu bảng B, AFF Cup 2020, phát biểu biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Shin Tae-yong tự tin nói về trận đấu tiếp theo tại bảng B. Tuyển Việt Nam là đội mạnh thật nhưng chúng tôi tuân theo chiến thuật và nếu chơi 100% khả năng thì không gì ngăn được chúng tôi giành chiến thắng trong trận đấu tới. Còn về đối thủ Malaysia ở lượt cuối vòng bảng, chiến lược gia người Hàn Quốc lại thể hiện sự thận trọng. Dù họ có nhiều cầu thủ bị mắc Covid-19 nhưng để giành chiến thắng chúng tôi phải thi đấu hết mình. Những phát biểu của huấn luyện viên Shin tae ông cho thấy ông đang chơi đòn tâm lý với đội tuyển Việt Nam trước trận đối đầu diễn ra vào ngày 15 tháng 12 tới. Kể từ khi dẫn dắt Indonesia, Mục tiêu đánh bại tuyển Việt Nam luôn được nhà cầm quân người Hàn Quốc đặt lên hàng đầu. Ai cũng thấy rằng tuyển Việt Nam là một trong những ứng viên cho chức vô địch, nhưng miễn là cầu thủ của tôi chơi tự tin, dũng cảm thì tôi tin chúng tôi sẽ có cơ hội tốt và giành ba điểm trong trận đấu ngày 15 tháng 12 tới, đồng hương của huấn luyện viên Park Hang Seo nhấn mạnh. Tôi rất chờ đợi hai trận tới gặp Việt Nam và Malaysia. Chúng tôi có thể giành chiến thắng cả hai trận cuối vì tất cả cầu thủ đều chơi hết mình khi được trao cơ hội, huấn luyện viên Shin Tae-yong tự tin nói.